lắm, nhưng định mệnh trái ngang trò đời dấu bề đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Ông ơi, chuyện của ông nghe buồn thảm quá, tôi biết phải làm dùi sâu dưới ba tầng đất, xin được mang theo lời nỗi yêu thương vào thế giới muôn đời. Tôi lời nói như ru như rót mặt vào lòng, tôi lời nói ngọt ngào bằng ai mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Giọng nói êm đềm thân thiết biết bao nhiêu, trời đất còn sống thương người mạc nắng. Năm giây phút này còn cho tương hồi, cho tôi được nghe lời đồng biệt sao cùng. Bàn thân thân ai ngày xưa, tôi cảm thấy như chìm đắm giữa giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất của một đời bạn. Nỗi mừng vui làm cho tôi rơi nước mắt trong phút chốc chợt quên đi thực tại đau buồn. Trong giây phút tôi thấy mình đầy chìm mong gặp lại người mình từng nhớ từ lâu, niềm vui pha lẫn nỗi sầu. Trời mưa hay giọt lễ nào vừa rơi, chính tiểu thơ hãy gọi tên tôi lần cuối rồi lên kiểu cười ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào, tiểu thơ yêu dấu nhất, để tôi được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ.
trong những ngày hành khất mỗi nơi, tôi có gặp một gã ăn mày mang tên Âu Thiên Dù. Hắn có dạy cho tôi bài ca tống biệt để tiễn đưa một người yêu. Bài ca tống biệt: xin tiểu thơ hãy nán lại phút giây để đóng trọn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tống biệt. Trời ơi, những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược dòng thời gian trở về vùng kỷ niệm. Bài hát ngày xưa còn vang vọng đến bây giờ. Còn sống sót sau những ngày dài tán còn, nhưng nếu hắn chết đi rồi, có nghe được những lời này chắc cũng ngậm cười nơi chính suy. Ông ơi, nếu người ấy chết đi, chắc đã chết trong nghẹn ngào thức tươi. Vậy ông nghe được những lời tôi cảm ơn tiểu thư đã giúp cho tôi tròn ước nguyện, giờ chính tiễn đưa nàng vui.